là chiếc đuôi cá của bạn Simba, được đặt tên là Koala. Bạn nào dùng súng nước bắn rớt đuôi tiên cá nằm xuống là bạn đó chiến thắng, và các bạn sẽ cùng thi với nhau. Các bạn phải đứng cách xa 1 mét. Payon, bây giờ mình làm ẩu đi Payon. Không có chơi trò bắn lộn nha các bạn. Payon là hai bây giờ mình làm ẩu đi. Rồi. Xin chào các bạn, mình chỉ là người làm ẩu chơi trò chơi này. Yeah. Đó. Ai mà bắn không được thì người đó sẽ bị lại ra đằng sau. Yeah, bắn rớt cái đuôi cá nha. Bắn sập đuôi cá thì trò chơi mới kết thúc. Sẽ có phần thưởng cho các bạn là một bao lì xì tiếp theo. Đuôi tiên cá đã được dựng đứng như thế này nha. Bắt đầu bắn đuôi tiên cá Koala đi các bạn ơi. Bắn đi, bắn đi Simba, nhanh lên Simba. Rồi, đứng gần vậy cũng được, đứng gần 1 mét. Bắn, bắn đi, liên tục đi, tất cả cùng bắn liên tục luôn. Bắn tiếp, bắn tiếp, chiến đấu tiếp, nhanh lên, 1 phút trôi qua rồi, nhanh lên. Cái lực đẩy nước của đôi tay mấy em yếu á, nên không có đủ sức làm sập. Ai không được đứng gần như vậy là chơi ăn vàng. Tiếp không? Luyện sức mạnh của đôi tay người cá. Nhanh đây, nhanh. Không có chơi ăn vàng nha. Bạn Minh chơi đàng hoàng đi. Ừ, nhanh lên, ba anh em cùng hợp sức. Phần thưởng. Nhanh lên. 1 2 để cho ba đứa cùng làm cái đó, đó là tiêu lại xài ba đứa phải không tiêu? Chính xác. Một ơi, ba ơi. Bắn cùng một lúc. Tạo cái lực mạnh lên để cho nó sập xuống. Nhanh lên. Còn 30 giây nữa thôi. Có cần cứ... Tiếp tục, tiếp tục. Chỉ còn 10 giây nữa thôi. Trời ơi, súng của mình mạnh quá à. Chẳng lẽ sức mạnh của mấy bạn người cá này yếu vậy sao? Chỉ cần tôi bắn một cái là nó rớt liền luôn á. Xạo quá à. À, dám nói tôi xạo. Nếu mà tôi bắn rớt thì tôi thắng luôn nha. Không mà tôi ơi. Vậy thì em bắn đi. Chỉ còn ý, hết giờ rồi. Trò chơi kết thúc. Tất cả các bạn đều thua. Bây giờ bạn lại chơi ăn gian nha bạn Minh. Bây giờ tôi sẽ bắn cho các bạn người cá xem nha. Tôi hận các bạn, tôi hận các bạn nhiều lắm, hận nhiều lắm. Trời ơi, trời ơi. Trời chơi kết thúc nha các bạn.